Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Chương trình hôm nay, Chủ nhật ngày 5 tháng 2, sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thành phố Hội An tổ chức lễ đón nhận danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ hội Tết Nguyên Tiêu. Rộn ràng lễ cầu ngư đầu xuân Quý Mão 2023. Cần sớm đầu tư đồng bộ trang thiết bị cho phòng khám đa khoa khu vực Trà Vàng. Thanh niên Quảng Nam sẵn sàng cho ngày hội tòng quân. Thưa quý vị, hôm nay ngày 5 tháng 2, nhằm ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão, thành phố Hội An tổ chức lễ đón nhận danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ hội Tết Nguyên Tiêu. Ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu và đông đảo người dân, du khách tham dự sự kiện ý nghĩa này. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu nhấn mạnh ý nghĩa của lễ hội Tết Nguyên Tiêu ở Hội An. Danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể quốc gia không chỉ nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với các bậc tiền hiền, cầu mong sự thịnh vượng trong năm mới, mà còn tôn vinh giá trị nổi bật của di sản văn hóa phi vật thể Tết Nguyên Tiêu ở Hội An. Ghi nhận sự nỗ lực của các chủ thể trong việc bảo tồn cũng như các bên liên quan trong việc xây dựng hồ sơ khoa học để trình công nhận di sản. Ngoài ra, đây cũng là dịp tuyên truyền nâng cao lòng tự hào và trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo tồn di sản văn hóa Hội An nói riêng, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc. Đây là sự trân trọng và ghi nhận của nhà nước đối với di sản này, đồng thời là niềm vui, niềm tự hào to lớn của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hội An. Đặc biệt là các tầng lớp nhân dân cũng chủ thể di sản đã đóng góp quan trọng vào sự giữ gìn, sự phong phú đa dạng của kho tàng di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam. Chúng ta đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội Nguyên Tiêu Hội An trong niềm phấn khởi tự hào, nhưng đi cùng với đó là trọng trách to lớn đặt ra cho các cấp, các ngành từ tỉnh đến thành phố Hội An phải quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị vốn có của di sản, để những giá trị đó được lan tỏa không chỉ trong cộng đồng dân cư mà còn đến với bạn bè gần xa, góp phần xây dựng con người Hội An nhân tình thuần hậu. Tết Nguyên Tiêu, Tết Thượng Nguyên là một trong những lễ hội quan trọng có từ lâu đời của cộng đồng cư dân Hội An. Lễ Tết này mang những giá trị văn hóa tiêu biểu và có những nét đặc trưng riêng so với nhiều nơi ở Việt Nam và châu Á, do được hình thành trên cơ sở truyền thống văn hóa bản địa của Việt Nam và có sự giao lưu tiếp biến văn hóa với các nước Trung Hoa, Nhật Bản. Ở Hội An, cứ sau ngày khai hạ, mùng 7 tháng Giêng, người dân lại nô nức chuẩn bị Tết Nguyên Tiêu. Vào dịp này, tại các hội quán và nhiều di tích tín ngưỡng trong và ngoài khu phố cổ, tổ chức lễ cúng tiền hiền, cầu an, cầu tài lộc đầu năm với ước vọng mọi việc trong năm mới được hanh thông như ý. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức tổ chức lễ công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với đình làng Phước Sơn. Đình làng Phước Sơn thuộc khối phố Phước Sơn, thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, nằm sát trục đường quốc lộ 14A, cách Ủy ban Nhân dân thị trấn Tân Bình khoảng 5 km về hướng Tây. Đình làng có lịch sử lâu đời từ thuở cha ông đi di cư, khai hoang mở cõi lập làng, xây dựng vào thế kỷ thứ 18 dưới thời vua Lê Chúa Nguyễn. Di tích còn lại để chứng minh là 7 tấm bia đá viết bằng chữ Nho. Sau ngày đất nước thống nhất, bà con trong làng tiếp tục đóng góp công sức, vật chất, trùng tu lại ngôi đình làng để có nơi thờ phụng cúng tế. Năm 1976, làng Phước Sơn có khoảng 37 hộ dân, nhà cửa tạm bợ, kinh tế khó khăn, ruộng đất thì hoang hóa và bom đạn. Nhưng với tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, nhân dân trong làng vượt qua khó khăn ổn định đời sống. Mặt khác, tâm linh của người dân vẫn không quên ngày truyền thống lễ hội dân hương của các bậc tiền nhân tiền bối. Vào ngày rằm tháng Giêng hàng năm, người dân làng Phước Sơn tổ chức lễ hội dân hương để tưởng nhớ về cội nguồn. Ngày 3 tháng 6 năm 1999, được sự quan tâm của cấp trên đã hỗ trợ 18 triệu đồng và cho phép xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng tại nơi đây. Năm 2017, đình làng trùng tu lại với tổng kinh phí 560 triệu đồng từ nguồn vận động con cháu đóng góp và kinh phí cấp trên. Hiện nay trong làng có 75 hộ dân sinh sống, hai bà mẹ Việt Nam anh hùng, 32 liệt sĩ, thương bệnh binh. Đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của người dân có nhiều khởi sắc. Nhằm ghi nhận những kết quả đạt được và những di tích để lại tại đình làng, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 41 ngày 5 tháng 1 năm 2023 về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với đình làng Phước Sơn.
Trong không khí những ngày đầu xuân mới và kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 64 năm ngày Bác Hồ phát động Tết trồng cây, hôm qua tại xã Phước Năng, Ủy ban Nhân dân huyện Phước Sơn tổ chức ra quân Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp Xuân Quý Mão 2023. Tại lễ phát động, lãnh đạo huyện Phước Sơn khẳng định Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ đã trở thành phong tục truyền thống tốt đẹp của dân tộc, một hoạt động văn hóa giàu ý nghĩa, mang lại nhiều giá trị kinh tế xã hội và góp phần bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Trong những năm qua, huyện Phước Sơn đã thực hiện nhiều chương trình, dự án phát triển rừng, như chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, kế hoạch trồng rừng gỗ lớn, đề án trồng mới 1 tỷ cây xanh. Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện, các ngành địa phương, lực lượng đoàn viên thanh niên và đông đảo tầng lớp nhân dân đã tham gia trồng 100 cây dổi tại sân vận động xã Phước Năng nhằm phát động phong trào trồng cây trong nhân dân. Tối qua, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình huyện Quế Sơn tổ chức đêm trung khảo liên hoan giọng hát hay huyện Quế Sơn năm 2023. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân dịp đầu xuân Quý Mão. Liên hoan có sự tham gia của 13 xã thị trấn trên địa bàn huyện với nhiều tiết mục múa hát, song ca, đơn ca, tốt ca, thể hiện tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Đảng quang vinh Bác Hồ vĩ đại, hào khí cách mạng của dân tộc. Với sự chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng, các đội văn nghệ đã thể hiện các tiết mục đặc sắc, mượt mà, lôi cuốn đông đảo khán giả đến xem. Liên hoan được Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình huyện Quế Sơn tổ chức thường niên, còn tạo điều kiện cho những người yêu thích sân khấu nghệ thuật có cơ hội giao lưu biểu diễn, qua đó thúc đẩy các hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Kết thúc liên hoan, đơn vị xã Quế Mỹ xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn. Ban tổ chức cũng trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 6 giải khuyến khích toàn đoàn cho các đơn vị dự thi, đồng thời trao giải cho các đội văn nghệ có tiết mục biểu diễn xuất sắc. Sáng nay tại huyện miền núi Phước Sơn, công ty cổ phần thủy điện Đắc Mi tổ chức lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản trên cụm hồ chứa thủy điện Đắc Mi 4 và ngày hội trồng cây gây rừng hưởng ứng phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp Xuân Quý Mão 2023. Với sự chứng kiến của chính quyền địa phương, công ty cổ phần thủy điện Đắc Mi đã thả 20.000 con cá giống gồm các loại cá ba sa, trắm cỏ, trôi, chép và rô phi xuống cụm hồ chứa thủy điện Đắc Mi 4 và huy động cán bộ, nhân viên triển khai trồng 500 cây dổi lấy hạt tại khu vực đập thủy điện Đắc Mi 4A dọc quốc lộ 14E. Ông Vũ Đức Khánh, tổng giám đốc công ty cổ phần thủy điện Đắc Mi cho biết, ngoài hoạt động thả cá giống, tái tạo nguồn lợi thủy sản như mọi năm, thì năm nay công ty kết hợp tổ chức ngày hội trồng cây gây rừng nhằm hưởng ứng phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Đây sẽ là những hoạt động thường niên của doanh nghiệp trong lộ trình xây dựng doanh nghiệp đạt các tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp, tuân thủ các tiêu chuẩn trong công tác bảo vệ môi trường. Đại diện chính quyền huyện Phước Sơn cho rằng đây cũng là dịp để địa phương đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức trách nhiệm trong việc tái tạo, bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản một cách khoa học hiệu quả, hiểu được ý nghĩa của việc trồng cây xanh, bảo vệ rừng và bảo vệ môi trường sống. Thưa quý vị, cứ vào dịp đầu xuân, ngư dân làng chài biển thôn Tân An, xã Bình Minh, huyện Tân Bình lại tưng bừng tổ chức lễ cầu ngư ra quân đánh bắt đầu năm. Cầu khi đi trời yên biển lặng, khi về tôm cá đầy khoang. Đây là nét đẹp trong văn hóa làng biển được ngư dân thành kính gìn giữ từ bao đời nay. Ngay từ sáng sớm ngày 5 tháng 2, các cụ cao niên trong trang phục áo dài truyền thống đã về tiền hiền của thôn Tân An để làm lễ cúng. Nghi lễ lần này gồm lễ dỗ tổ tiền hiền, lễ cầu ngư kết hợp với hát bà trạo. Đúng 7 giờ sáng, trong tiếng trống, tiếng chiên rộn ràng, các cụ cao niên đã thực hiện các nghi thức cúng với lòng thành kính, cầu mùa biển mới bình an và nhiều may mắn, tôm cá đầy khoang, dân làng no ấm bình yên. Chúng tôi coi như là bên ngư dân, coi như năm nào cũng là cúng để cái lễ, trước hết là cúng tiền hiền đầu năm mà xa nữa là cúng cái lễ cầu ngư và mai những cầu những cái điều may mắn rồi đem đến là cho ngư dân để đánh bắt xa bờ ngoài biển. Ở an toàn tất cả là năm nào cũng gọi là sắm cái lễ để cúng tế coi như là cầu ngư các cái vị thần ái về phò trì cho những điều tốt đẹp đến với quê hương chúng tôi. Lễ hội cầu ngư được tổ chức trang trọng đúng với nghi lễ truyền thống. Đây còn là dịp để bà con ngư dân trong thôn tự nhắc nhở nhau phải đoàn kết cùng nhau ra khơi bám biển. Làng Tân An hiện có 651 hộ sống chủ yếu bằng nghề ngư nghiệp. Đây là làng có nhiều tàu thuyền đánh bắt hiện đại nhất nhì xã Bình Minh. Làng có 49 tổ thuyền,
trong đó có nhiều tàu thuyền công suất máy lớn đủ sức vươn khơi. Thì trong cái lễ hội này thì nó có cái sự truyền thống kế tiếp của những năm trước đây. Đồng thời thì nó cũng tổ ra một cái sự đồng kết của các cái tổ thuyền trên địa bàn của xã cũng như là của thôn. Thì với cái lễ cúng cũng như là năm này thì có cái lễ hội cúng hất bà trậu. Thì bà con ngư dân của sở nhờ cũng có thuê cái đội hất bà trậu về cào cho một năm đánh bắt thành công. Trong đó thì cũng cào mong cho thời tiết thuận lợi để bà con ngư dân ra khơi đánh bắt có một cái sản lượng mà theo cái mong muốn của bà con ngư dân trong năm 2023 này. Thì với cái khí thế chung của đầu năm ra quân thì bà con ngư dân rất phấn khởi. Trong đó thì ai cũng mong muốn là có được một cái năm bội thu. Năm nay sau phần lễ, làng Tân An còn tổ chức hát bả trạo. Đây là loại hình văn hóa dân gian mang tính nghi lễ của ngư dân vùng biển, thể hiện sự đoàn kết của bạn chèo vươn tới cuộc sống ấm no đầy đủ. Lễ hội đã tạo nên niềm tin vững chắc, một ý chí quyết tâm bám biển của những ngư dân vùng Đông Thăng Bình, lướt sóng ra khơi, mang mùa bội thu tôm cá. Thưa quý vị, phòng khám đa khoa khu vực Trà Vành tại thôn A Bác, xã Trà Vành được bàn giao cho Trung tâm Y tế huyện Nam Giang đưa vào sử dụng ngày 26 tháng 12 năm 2022. Phòng khám đa khoa khu vực Trà Vành được đầu tư mới khang trang, nhân lực đảm bảo, nhưng do trang thiết bị chưa được đồng bộ, phương tiện cấp cứu chưa có nên ảnh hưởng rất lớn đến công tác khám chữa bệnh tại chỗ và chăm sóc sức khỏe cho người dân trong khu vực, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số 8 xã vùng cao và biên giới của huyện Nam Giang. Phòng khám đa khoa khu vực Trà Vành được đầu tư mới khang trang, quy mô 40 giường bệnh và bàn giao chính thức đưa vào sử dụng mới tại tổ 3 thôn A Bác thuộc địa bàn xã Trà Vành, huyện Nam Giang. Phòng khám được xây dựng trên diện tích 1,2 hectare. Đây là cơ sở 2 của Trung tâm Y tế huyện Nam Giang, cách thị trấn Thạnh Mỹ, trung tâm huyện 60 km, cách cửa khẩu quốc tế Nam Giang, Đắc Chưng, Lào khoảng 30 km. Theo dự án được phê duyệt, phòng khám đa khoa khu vực Trà Vành có tổng mức đầu tư xây dựng gần 30 tỷ đồng. Dù đưa vào sử dụng, nhưng trang thiết bị ở phòng khám đa khoa khu vực Trà Vành chưa được đầu tư đồng bộ. Các thiết bị y tế chuyên dụng như siêu âm, X-quang, điện tim, máy xét nghiệm sinh hóa, huyết học, xe cấp cứu chưa có nên ảnh hưởng rất lớn đến công tác khám chữa bệnh, sơ cứu ban đầu. Trước đây là mình khi không có trang thiết bị thì đã quen rồi, nhìn sờ gõ nghe. Còn bây giờ là khoa học đã phát triển rồi, thành thử là khi trang thiết bị không có thì tất nhiên là hạn chế chẩn đoán mấy cái bệnh khó. Tất nhiên thì trong lâm sàng thì cũng có biểu hiện nhưng mà cũng không rõ ràng bằng mình làm cận lâm sàng. Hiện nay phòng khám khu vực Trà Vành chúng ta đã đi quán. Tuy nhiên thì một số trang thiết bị là chưa đảm bảo vấn đề cái cung ứng. Sở Y tế và Ban Quản lý tỉnh hiện nay đang tiếp tục xúc tiến đầu tư và sẽ các gói thầu còn lại trang thiết bị, đặc biệt là siêu âm, X quang, điện tim. Đây là những cái nền tảng cơ bản để khám sàng lọc và phục vụ các xã vùng cao. Phòng khám đa khoa khu vực Trà Vành hiện có 20 cán bộ y bác sĩ, trong đó có 2 bác sĩ chuyên khoa 1 nội và chẩn đoán hình ảnh, 2 bác sĩ siêu âm, 1 bác sĩ sản, 2 kỹ thuật viên xét nghiệm, 2 dược sĩ, 6 điều dưỡng, 2 hộ lý và 5 cán bộ y tế thuộc trạm y tế xã Trà Vành. Từ trước đến nay, phòng khám đa khoa khu vực Trà Vành vẫn hoạt động thường xuyên. Hiện nay do nhu cầu nâng cấp lên nên cần đầu tư trang thiết bị đồng bộ. Nhưng việc đầu tư chậm là do thông tư số 08 ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Bộ Y tế về hướng dẫn tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế. Trung tâm y tế thấy là một cái cơ hội rất là lớn, không những phát triển về nguồn lực về trình độ năng lực cao mà còn sử dụng các kỹ thuật cao để người dân tiếp cận ở vùng sâu, vùng xa, đặc biệt biên giới. Một cái chế độ chính sách rất là tốt để người dân hưởng lợi tại chỗ và giúp cho đồng bào và đặc biệt là những người dân ở vùng này sớm được cơ hội tiếp cận dịch vụ tốt nhất đối với chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trung tâm Y tế huyện Nam Giang và phòng khám đa khoa khu vực Trà Vành đã có kiến nghị đề xuất với Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân huyện về việc sớm đầu tư đồng bộ trang thiết bị y tế, phương tiện xe cấp cứu để phòng khám đa khoa khu vực Trà Vành đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh, sơ cấp cứu ban đầu. Đây là khu vực xa trung tâm huyện, có lưu lượng dân và khách vãng lai khoảng 13.000 người, chiếm gần nửa dân số huyện Nam Giang.
Chương trình thời sự tiếp tục với các thông tin khác. Thưa quý vị, cùng với các địa phương trên địa bàn quân khu 5, tỉnh Quảng Nam đã và đang tích cực hoàn thành các bước chuẩn bị cuối cùng cho lễ giao nhận quân năm 2023, ngay sau những ngày vui xuân đón Tết cổ truyền Quý Mão. Năm nay, cả nước tiếp tục tiến hành giao nhận quân chỉ có một đợt vào đầu năm 2023. Tỉnh Quảng Nam được giao tuyển chọn và gọi 2.454 công dân nhập ngũ, trong đó có 4 quân nhân là nữ. Với quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, Cơ quan Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, kiểm tra, trọng tâm là tập trung thực hiện tốt chủ trương của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 về đột phá, nâng cao chất lượng theo phương châm tuyển người nào chắc người đó. Vấn đề được quan tâm hiện nay là phải tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ, việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội, đặc biệt là vấn đề đảm bảo an toàn cho hội tòng quân và chất lượng quân giao cho các đơn vị ngay sau Tết Nguyên đán Quý Mão. Những ngày qua, các huyện, thị xã, thành phố giao quân đợt này đang đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, rà soát lại hồ sơ, sức khỏe của công dân trước khi giao cho các đơn vị, đồng thời tập trung nắm tình hình, kiểm tra mọi công tác chuẩn bị cho ngày hội tòng quân. Được biết, lễ giao nhận quân năm 2023 sẽ được tổ chức vào sáng thứ Tư, ngày 8 tháng 2, nhằm ngày 18 tháng Giêng năm Quý Mão. Thưa quý vị, ở thời điểm này, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã nhộn nhịp không khí vui tươi phấn khởi khi ngày hội tòng quân năm 2023 đã cận kề. 100% công dân được tham gia quân ngũ đợt này đều có mặt tại địa phương, sẵn sàng quân tư trang, háo hức chờ ngày lên đường. Đặc biệt năm nay, tỉnh Quảng Nam có 4 công dân nữ và đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ để tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Sau khi ra trường và có việc tại một văn phòng công chứng tư với mức thu nhập ổn định, song em Huỳnh Thị Thùy Yến vẫn viết đơn tình nguyện tham gia nhập ngũ năm 2023. Bởi Yến vừa xuất thân từ một gia đình có truyền thống cách mạng, nhưng hơn hết em yêu màu xanh áo lính và ước mơ được mặc lên mình bộ quân phục đó. Mọi người trong gia đình đa số đều là công an quân đội nên em cũng có ước mơ được mặc lên mình bộ màu áo như các bác các chú ở nhà. Em biết là nữ sẽ khó khăn hơn, vất vả hơn với nam nhưng mà em vẫn cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ. Làm phụ huynh cũng đồng viên bằng cách là cho cháu an tâm, tinh thần tốt, sức khỏe tốt để phục vụ lâu dài trong quân đội. Con thì sinh ra là ai cũng thương con, nhưng mà cháu nguyện vọng nó thích, nó nhập ngũ theo truyền thống của gia đình. Thì vợ chồng tôi cũng cố gắng động viên cho cháu thôi, chứ từ cũng không biết nó làm sao. Và tất cả là từ bây giờ là phụ thuộc vào cháu nữa. Năm nay, công tác tuyển quân của tỉnh Quảng Nam có những nét mới khi tuổi đời của thanh niên và con em của cán bộ tham gia đăng ký nghĩa vụ quân sự khám sức khỏe có số lượng rất cao. Tuổi đời từ 18 đến 20 là khoảng hơn 1.500 trên 2.500 chỉ tiêu. Số công dân đạt sức khỏe loại 1, loại 2 trên 50%. Đặc biệt có 4 quân nhân nữ tham gia nhập ngũ. Chúng ta đã vận động và số nữ này, 4 quân nhân nữ này đã tình nguyện viết đơn tham gia nhập ngũ vào quân đội. Đã có những cái chuyên môn sẽ cần, rất cần cho quân đội sau này và sẽ tương lai những quân nhân nữ này sẽ phục vụ lâu dài cho quân đội trong thời gian đấy. Năm 2023 thì Bộ Chỉ huy tỉnh quyết tâm là hoàn thành 100% chỉ tiêu và cho của Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Quảng Nam về chỉ tiêu giao quân năm nay. Từ khi Nghị định 37 ra đời, công tác phối hợp tuyên truyền ở cơ sở để cho người dân tuân thủ chấp hành và nhận thức được nghĩa vụ quân sự đối với việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được thực hiện hiệu quả. Nhờ đó, việc chống lệnh, chống khám giảm hẳn so với những năm trước. Và tỉnh Quảng Nam đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng để sẵn sàng cho ngày hội tòng quân đầu năm. Quý vị vừa theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những thông tin về tình hình dự báo thời tiết, bản tin do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam cung cấp. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.